Hãy cho ai đó một con cá và bạn sẽ giúp anh ta có thức ăn đủ một ngày. Nhưng nếu dạy người đó cách câu cá, bạn sẽ giúp anh ta có đủ thức ăn suốt cuộc đời. Rất nhiều người có thể đưa ra những ý tưởng tuyệt vời làm thay đổi cuộc sống. Đó có thể là một tổ chức từ thiện hoặc một mục tiêu mà bạn luôn cống hiến đam mê. Nhưng vấn đề thực sự xảy ra khi bạn cần có đủ nguồn vốn để biến những ý tưởng đó thành hiện thực và triển khai nó một cách hoàn chỉnh. Chắc chắn rồi, mọi khởi đầu đều khó khăn. Nhưng sẽ ra sao nếu chúng tôi nói với bạn rằng có một cách giúp bạn có thể kiếm được đầy đủ số tiền bạn cần cho các tổ chức từ thiện tại mỗi địa phương, mỗi quốc gia hoặc thậm chí trên phạm vi quốc tế, từ đó giúp bạn có thể tạo ra những tác động tích cực cho hàng ngàn con người khác. Nhưng điều đó thực sự là thế nào? Hãy tìm hiểu. Elite BTC là hệ thống nền tảng huy động vốn cộng đồng phi tập trung số 1 trên toàn cầu. Chúng tôi là hệ thống kinh doanh con người giúp đỡ con người. Elite BTC là một nền tảng do chính các thành viên vận hành và sở hữu. Khi một giao dịch diễn ra, nó diễn ra trực tiếp ngang hàng, không có bất kỳ thực thể nào bên ngoài kiểm soát tác động. Giống như Bitcoin, nền tảng này được tạo ra cho mọi người và bởi mọi người, những người mỗi ngày được giao phụ trách hoàn toàn mọi hoạt động. Tại Elite BTC, mô hình của chúng tôi là hệ thống, quy trình, đào tạo người huấn luyện và lặp lại. Với mô hình huy động vốn từ cộng đồng phi tập trung mang tính cách mạng của Elite BTC, bạn có thể biến ước mơ của mình thành hiện thực chỉ với một nút nhấn. Elite BTC là một chương trình ngang hàng nơi rất nhiều người cùng nhau quyên góp tiền và đạt được mục tiêu chung. Vậy làm thế nào để bạn bắt đầu? Thật đơn giản. Quá trình huy động vốn từ cộng đồng thông qua Elite BTC bắt đầu khi bạn đăng ký và mời những người khác giúp bạn. Khi đó họ bắt đầu đóng góp cho mục tiêu của bạn. Để tham gia Elite BTC, đầu tiên bạn cần một nhà tài trợ. Nhà tài trợ chính là người cố vấn và huấn luyện viên hiện tại của bạn, như bạn đang thấy ở đây. Người màu xanh lá cây chính là bạn, và ở trên bạn sẽ là người tài trợ của bạn. Bạn bắt đầu với cấp độ 1, nơi bạn chỉ phải đóng góp $100 cho một mục tiêu. Giả sử bạn mời 3 người vào nhóm của mình. Mỗi người trong số họ đóng góp số tiền như nhau. 3 thành viên này là nhóm ưu tú cốt lõi của bạn, và họ phải có cùng tư duy. Mọi người giúp đỡ mọi người, giống như bạn. Với 2 thành viên đầu tiên màu cam, bạn sẽ nhận được khoản đóng góp tài trợ mỗi người là $75, tổng cộng là $150. Thành viên thứ 3, người có màu đen, khoản đóng góp $75 của họ sẽ được chuyển thẳng đến nhà tài trợ của bạn. Khá tuyệt phải không? Bây giờ 3 thành viên ưu tú mà bạn mời tham gia sẽ trở thành nhóm cốt lõi của bạn. Mỗi người họ mời 3 thành viên ưu tú cho nhóm ưu tú cốt lõi của riêng mình. Và quá trình này tiếp tục với khoản đóng góp $75 của thành viên thứ 3 sẽ được chuyển thẳng đến bạn. Giờ đây, bạn đã hoàn thành nhóm 12 thành viên ưu tú với cùng một suy nghĩ, mọi người giúp đỡ mọi người. Chỉ cần đóng góp $100, tổng số tiền tài trợ đóng góp của bạn là $375. Khi bạn tăng 12 cấp độ, số tiền tài trợ của bạn sẽ tăng lên mà không cần phải đóng góp nhiều hơn mức đóng góp ban đầu của bạn. Các tổ chức như tổ chức từ thiện cần dòng tiền liên tục, và nếu bạn sử dụng hết số tiền tiết kiệm của mình trong một lần, điều đó chứng tỏ là có thể tồn tại vấn đề. Nhưng nếu bạn tìm được kiểu người phù hợp để tài trợ cho ý tưởng lớn của mình, thì thực sự không có giới hạn cho kiểu thành tựu mà bạn có thể nghĩ tới. Elite BTC được tạo ra để phục vụ bạn, và chỉ bầu trời mới là giới hạn với các loại quỹ đóng góp mà bạn có thể tạo ra cùng với chúng tôi. Chúng tôi giúp ý tưởng của bạn đạt đến tiềm năng tối đa của chúng. Vì vậy, nếu bạn là doanh nhân, nhà từ thiện, tổ chức từ thiện hoặc tổ chức phi lợi nhuận cần gây quỹ, hãy tham gia ngay cùng với chúng tôi. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với nhà tài trợ của bạn hoặc truy cập vào website bên dưới.